Xin chào tất cả các bạn, rất mừng các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Đầu tiên mình muốn chia sẻ là mình sẽ có hai kênh TikTok, một kênh đó là sẽ chia sẻ về vấn đề những cái đồ mà mình mua được ở chợ Hạnh Thống Tây á. Thì nếu các bạn đã xem cái video mà đi mua đồ cũ của mình hoặc là video là mình đã mặc dù giống số 4 năm đại học thì các bạn sẽ thấy là đa số là đồ mình mua ở chợ Hạnh Thống Tây nó vừa đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn luôn hết, đó là ngon bổ rẻ. Và một video nữa đó là về ba con mèo của mình, kiểu những hoạt động hàng ngày hay là mình ghép nhạc đồ vô vậy thôi, kiểu xem giải trí á. Nếu mọi người quan tâm thì ông follow giùm mình nha. Video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về vấn đề là đi làm thêm và công việc cụ thể ở đây phục vụ nhà hàng tiệc cưới. Đây là một công việc rất là thông dụng mà mình nghĩ là đa số thì các bạn cũng sẽ thử ít nhất một lần trong đời, tại vì nó rất là vui và rất là nhiều trải nghiệm á. Cả cái bản này nè mọi người. Đầu tiên các bạn đi làm tiệc cưới á, cái lợi đầu tiên đó là các bạn sẽ có tiền liền và số tiền này sẽ dao động tùy vào cái việc mà các bạn deal với cái người nhóm trưởng mà gọi các bạn, tùy thời gian nè, tùy công việc và cũng tùy cái quy mô của nhà hàng nữa. Trước đây mình từng làm một cái nhà hàng tiệc cưới ở bên quận 4 á, lương của nó là 90.000 nhưng mà gửi xe mất 5.000 rồi 85.000. Mình đi làm một hôm đó 5 tiếng đồng hồ, mình về mình ăn một tô hủ tiếu có thêm cái mắm giò nữa còn 30.000. Nhưng mà được cái là các bạn sẽ có tiền liền. Đương nhiên là sẽ có một cái tiệc cưới mà các bạn sẽ phải dồn tiền lại lấy một lần, ví dụ như nửa tháng lấy một lần hay là một số tiền nhất định thì lấy một lần, thì đó là do các bạn deal với cái người mà gọi các bạn đi làm tiệc cưới. Khi làm tiệc cưới thì các bạn sẽ có thể cải thiện cái khả năng giao tiếp của mình. Mình sẽ được gặp nhiều bạn hơn và đa số là các bạn sẽ thường thường là ở trong những cái trường ở trong khu vực đó. Ví dụ như khi mà mình làm tiệc cưới ở quận 4 thì ở đó các bạn sẽ đa số gặp được các bạn trường luật nè, ở Nguyễn Tất Thành nè, trường nào ở quận 4 ta mình cũng không nhớ lắm, nhưng mà đa số sẽ là hai trường đó làm ở quận 4 là chủ yếu. Thì mình sẽ có nhiều cơ hội được gặp gỡ trò chuyện nhiều hơn với các bạn ở chung trường, các bạn cũng khác trường nhưng mà ở trong quận, các bạn ở chung khóa như kia thì có cơ hội để trao đổi nhiều hơn. Và đặc biệt đó là sẽ tăng cái khả năng giải quyết tình huống, mình phải nhanh nhạy trong vấn đề chén bát rồi này kia. Đa số tiệc thì sẽ được set up trước, nhiều lúc nó cũng sẽ có sơ sót, thì đây là lúc để mà mình để học hỏi và giải quyết được những cái vấn đề đó. Kiểu mẹ mình hay nói là mình không thể nào đi lấy chồng được luôn á, tại vì cái sự tỉ mỉ và cẩn thận của mình nó ở mức âm luôn, không phải zero mà là âm nữa. Thì một số nhà hàng tiệc cưới á thì các bạn sẽ được lấy cái đồ gấp thức ăn như là cái đồ gấp đá vậy đó, để mình gấp chi, nhưng mà những nhà hàng tiệc cưới nó kiểu quy mô hơi lớn hơn một tí á thì các bạn sẽ phải lấy một cái muỗng và một cái nĩa. Muỗng và nĩa chứ không phải là đồ gấp nha, xong rồi các bạn sẽ phải lấy đồ ăn và chia ra cho từng phần như thế này. Thì mình không thể nào cầm được cái muỗng và cái nĩa đó, nên là mình đã quyết định từ bỏ công việc này, tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới công việc chung của mọi người. Cố gắng tập nhưng mà mình không thể nào mà gắt bằng cái đó được, mình không hiểu tại sao hết, nên là tới giờ mình vẫn không lấy chồng. Và ngoài ra còn rất là nhiều công việc yêu cầu sự cẩn thận, ví dụ như những công việc đơn giản như là các bạn lấy đá xong rồi các bạn bỏ vô cái ly bia á, thì phải để như thế nào để mà bia nó không có bắn lên, và phải để lựa cái cục đá như thế nào để cho nó hợp lý, nó nhỏ quá thì nó sẽ tan liền, còn nếu như mà nó to quá thì bia sẽ bị trào ra ngoài hoặc là lỏng bia của khách chẳng hạn. Điểm nữa của cái công việc này đó là công việc rất là linh động, nhiều khoảng thời gian và các bạn có thể sắp xếp nó phù hợp với cái lịch học của mình, công việc của mình mà không có bị giới hạn vô một cái giờ giấc nhất định. Đa số thì tiệc cưới sẽ là những ngày cuối tuần, 6 thứ bảy chủ nhật, nhưng mà giờ nó sẽ trải từ sáng sớm cho tới chiều. Một ngày thì thường thường sẽ có khoảng từ hai cái tiệc cưới, và các bạn có thể lựa một trong hai hoặc làm cả 2 ca, hoặc là làm ở nhà hàng này nhà hàng kia, quanh quanh đó nhiều nhà hàng và có nhiều sự lựa chọn. Và đặc biệt đó là cái lương tiệc cưới nó sẽ là một cái mức lương rõ ràng nữa mà mình có thể điều được. Các bạn có một cái đội nhóm làm tiệc cưới thì các bạn sẽ nhắn với cái người mà tuyển á, là em có một cái đội nhóm đó và em muốn điều cái mức lương như thế này và tuyển có kinh nghiệm thế này thế kia, thì mình cũng có thể nâng cao được cái mức lương của mình, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ không chênh lệch nhiều lắm đâu. Được cái là nó rất là linh động và phù hợp cho các bạn để sắp xếp mà không có bị quá ràng buộc như những công việc như là gia sư hay là những cái công việc mà đi bán hàng đồ cho các siêu thị á, thì nó lại hơi cố định. Và khi mà các bạn đã làm ở một thời gian nhất định rồi á, thì các bạn có thể thành lập một cái nhóm nhỏ riêng của mình và mình trở thành một người quản lý để mình có thể vừa đi deal luôn với cái nhà hàng, mình có thể tìm thêm người và mình trau dồi thêm cái khả năng quản lý của mình nữa. Cái gì nó cũng sẽ có hai mặt của nó đúng không? Thì có cái tốt rồi thì sẽ có cái chưa được hợp lý lắm, nếu như làm lâu dài. Tiền sẽ dao động từ bao nhiêu đến bao nhiêu đó, nên là mình sẽ kiểu bị cái tâm lý là làm xong là có tiền liền á. Cái đợt mà mình đi làm tiệc cưới nó thách thức cái khả năng mà chi tiêu của mình luôn á, kiểu mình được cầm tiền trên tay nè, sau 4-5 tiếng vất vả rồi mình được cầm làm tô hủ tiếu hết.
công việc nó sẽ lặp đi lặp lại, có nghĩa là ở những nhà hàng quy mô nhỏ thì làm như vậy, quy mô lớn thì sẽ nhiều hơn một tí. Ví dụ như các bạn sẽ phải gấp đá, gấp bi, các bạn sẽ phải set up kiểu này kiểu kia. Nhưng mà khi các bạn làm tầm 1 năm rồi đó, thì các nhà hàng nó sẽ trở nên đơn giản hơn, tại vì đa số là công việc phục vụ tiệc cưới thì nó chỉ như vậy thôi, nó quen rồi. Và nếu các bạn nhàm chán đó, thì nó sẽ hơi buồn tẻ, nó không có gây hứng thú những ngày đầu tiên nữa. Khi mà mình làm việc có 4-5 tiếng liên tục, đó là cái lúc mà các bạn yêu cầu có sự tập trung cao độ và chúng ta sẽ không có cái thời gian để mà giao tiếp này kia, thì cũng là một cách để rèn luyện khả năng tập trung. Nhưng mà làm nhiều rồi nó sẽ buồn á, khi mà mình làm tầm 1 năm rồi mình cảm thấy là hơi chán, cũng nhiều vấn đề hậu trường á, nên là mình đã quyết định nghỉ và mình đi tìm một công việc khác. Đây đúng là một cơ hội để chúng ta có thể tiếp xúc và trao đổi thêm với nhiều bạn bằng tuổi trong trường, trong quận, nhưng mà cái thời gian nói chuyện thật sự rất là ít. Ví dụ như 6 giờ bắt đầu tiệc đi thì đa số sẽ tập trung vào lúc 5 giờ là lúc mà mọi người đi học ra rồi, thì 5 giờ đến 6 giờ là thời gian để chúng ta mặc áo khoác nè, đeo nơ nè, set up lại mọi thứ, kiểm tra rồi bưng bê rồi cái kiểu. Thì 1 tiếng đồng hồ đó thật ra chỉ đủ cho các bạn trao đổi số điện thoại rồi một vài hình thức liên lạc thôi, chứ mình không thể nào nói chuyện gì nhiều được để mà có thể gọi là rất là thời gian để mà học hỏi giao lưu rồi này kia thì không phải nha. Có một số lần sau tiệc thì mình phải ở lại rửa chén, rồi phụ set up ly, rồi phụ set up tiệc cho ngày mai nữa, nên là nó cũng không phải thời gian để mà trò chuyện tốt lắm. Đây là cơ hội để mà mình có thể gặp nhau, sau đó chúng ta sẽ chào mặt gửi về, mình sẽ kết bạn với những người mà mình cảm thấy là dễ thương, thân thiện và hợp với mình nữa. Cái này mình phải viết thành băng luôn nè. Đây là toàn bộ trải nghiệm cá nhân của mình trong vòng 4 năm học đại học tại Sài Gòn, nên nó sẽ mang một cái tính chủ quan khá là cao. Mình rất mong có thể nhận được những đóng góp, ý kiến, bình luận, phản hồi của các bạn để kênh của mình có thể phát triển hơn và mang đến nhiều cái trải nghiệm gì đó có ích hơn cho các bạn, đặc biệt là các em khi mà các em mới đi học đại học và các em còn bỡ ngỡ. Mong là nhận được đóng góp ý kiến của các bạn, hoặc là các bạn có những câu hỏi nào về những ngành nghề nào mà mình có kinh nghiệm rồi thì mình sẽ cố gắng chia sẻ. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa, và nhớ ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video mỗi khi mình ra video mới nha.